không? Ngồi đây. Mày đi ra mày ngồi lên xe của bác này cho anh. Ngồi làm đi. Đi ra ngồi lên xe. Đây là anh Tự Bảo nhá. Bây giờ anh này nhá, làm được gì ấy? Bây giờ anh ép mẹ thôi. Tôi không ép. Anh ép mẹ thôi. Bây giờ mày ngồi lên xe được. Tôi không. Sai cậu chịu. Tôi không ép. Mày trộm con nhá. Mẹ không giải quyết theo đơn nhá. Ai trộm? Đây tôi không trộm. Đây tôi không trộm nhá. Lấy người đến làm bằng chứng chơi qua nhà. Tôi đang quay lại bà đây. Nhá. Lấy người đến làm bằng chứng. Cháu bà là bà tự. Bà tự đuổi cháu bà ra khỏi nhà. Có đơn mà không giải quyết nhá. Ba tôi đuổi cháu ba ra khỏi nhà nhá. Đối lời. Có không có lời cho rồi em phải quay lại em làm bằng chứng em chứ. Tôi yêu cầu ông qua nhà là giả lại cái hộ khẩu cho cháu nhá. Cháu có tôi hộ khẩu nhá. Phải... cháu có hộ khẩu. Đây là bà tự đuổi cháu ra khỏi nhà nhá. Đây là cháu vào ở đi. Ông Lưu Thanh chưa qua nhà là người sáng về. Cháu của ông, cháu của anh, cháu của tôi à? Cái này hôm qua kia cháu tôi đi đâu? Cháu đưa đâu, bà hỏi bà, cứ bà ông bà đưa đi ấy. Cháu xuống đây, xuống vào ở với bà đi. Còn xuống ở với bà đi, chú con. Đây là bà tự đưa nhá. Đây là bà tự đưa nhá. Bà tự đuổi nhá. Đây là bà tự đuổi nhá. Tôi không đuổi. Đây là bà tự đuổi nhá. Đây. Làm hại tôi. Không chú Phương đưa đi. Không là chú Phương ủy ban. Anh ấy bảo anh vào là hôm trước anh ngồi trực tiếp đây này. Anh bảo là tôi đứng ra tôi nuôi. Tôi làm. Ai nói thế? Ai nói thế? Mặt đồ anh nói thế. Anh đừng nói điêu tôi. Đây, con cho lên ủy ban đi. Đây con lên tụi tôi. Cho lên. Lên Đông Phương cho lên ủy ban. Đây. Cái việc này anh đừng có lôi em vào. Cướp nào, không ai cướp cháu của bà đâu. Đây. Chỉ là có ủy ban nên lên ngồi ủy ban lên làm việc. Ký thì cướp cháu tôi đi nhá. Không ai cướp nha, bà đưa đuổi đi. Bà tự đuổi cháu đi đúng không? Đúng không con? Bà tự đuổi cháu đi đúng không? Chứ không phải các chú ủy ban và các chú công an đưa cháu đi đúng không nhá? Nhìn thấy nhá. Đây các chú nuôi cháu, nhá. Các chú hỗ trợ cháu. Trưởng công an xã Ninh Lạc cấp thì không đã cướp theo đơn nhá. Không ai cướp nhá. Cướp cháu tôi đi bao nhiêu người nhìn thấy. Bà tự đuổi đi nhá. Bà tự đuổi đánh bao giờ? Đánh tôi đi. Đang ở dưới nói chuyện. Đáng quá thiệt coi. Ai lớn ra? Ông đừng nói điêu. Đừng nói điêu ở đây. Lên giải quyết cho cháu rồi lên còn đánh người ra thế thì còn nói là. Bà đánh tôi đánh rồi. Bà cháu tôi lại. Đây, bà là xuống. Bà tự đưa đi chứ ai đuổi, bà đuổi đi. Đánh người, công an đi đánh đơn à? Trời ơi, đừng có nói thế. Nhưng đây chúng tôi chứng kiến đây. Nhưng mà tôi phải chết ông. Ông mang đâm đến đây. Bám đuổi, bám đuổi, bám đuổi, bám đuổi. Mua tí lúc tí lắm. Mua tí lúc tí lắm. Thưa bà về đi. Mua tí lúc tí lắm, thắp bằng của bác. Ôi, không đâu, không đâu, không đâu, không đâu. Anh đánh mẹ tôi. Từ trong kia ra. Anh đánh mẹ tôi.